Và ví dụ mình gạt sang cái chống trượt sang bên trái thì tức là nó sẽ khóa cái chiều vặn vào, tức là bây giờ vặn vào nó sẽ trượt như vậy, còn vặn ra thì được. Ngược lại, khi mình di chuyển tới cái hướng ngược lại thì nó sẽ khóa cái chiều vặn vào đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ vặn vào với cái tính năng này. Cho các bạn, đây là cây vít 10 đầu có trượt hai chiều và chống trượt của BB Sweet Tool. Cảm giác cầm trên tay mà nhìn nó rất là xịn, rất là đã. Thì bây giờ mình giới thiệu với anh em xem là cái tô vít này nó có cái gì hay. Trước tiên thì cái tô vít này nó sẽ gồm 10 cái đầu khác nhau và 10 cái đầu đó được chứa trong một cái hộp nhỏ ở dưới cái tay nắm. Đó, anh em mở ra nó sẽ là như vậy. Đóng lại thì nó sẽ kín. Đóng lại thì chúng ta không nhìn thấy nó nhưng mà mở ra sẽ thấy. Tuy nhiên anh em cũng có thể mua những cái đầu khác thay thế để anh em dùng được. Và tất cả những cái đầu của cái tô vít này nó cũng đều là của BB Sweet Tool, do đó nhìn rất là xịn, rất là đẹp. Trước tiên về thiết kế thì anh em thấy rằng là nó có một cái thiết kế rất là đầy đặn và rất là cứng cáp cũng như là xịn. Chúng ta có cái phần tay nắm ở dưới đây nè, rất là đầy. Và nó có những cái ngấn xuống như vậy để khi anh em cầm anh em vặn á, thì nó sẽ không có trượt, rất là chắc chắn. Ở giữa thì nó là cái đầu để mà anh em có thể điều chỉnh cái trượt ha, trượt chiều này chiều kia hoặc là khóa trượt. Và bên trên này thì là cái phần để là cây tô vít chính, nó được làm bằng kim loại rất là chắc chắn, rất là xịn. Và đây chúng ta sẽ có một cái khu vực để chứa 10 cái đầu khác nhau, nó có chữ Swiss Made ở đây và được in ẩn ở bên dưới đó. Và đây nó có ba cái G để mà chúng ta kéo xuống ha. Khi mà kéo xuống như vậy nè, chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy được 10 cái đầu vít ở trong đó được chứa ẩn đi, rất là đẹp, rất là xịn. Và khi ta chúng bấm vào như vậy thì nó sẽ khóa lại. Cái phần chứa 10 cái đầu vít đó được làm bằng nhựa trong, anh em nhìn xuyên ra có thể thấy được những cái đầu vít đây rất là ấn tượng ha, và nhìn rất là đẹp. Nó sẽ vòng từ phía trước ra phía sau này và anh em có thể nhìn thấy được cái ngấn của nó. Tuy nhiên khi mà cầm trên tay như vậy hay là cầm trên tay như vậy, chúng ta sẽ không cảm nhận được cái ngấn đó rất là liền lạc đó. Rồi nó có một cái cổ nhỏ như vậy ha, để nối nó xuống một cái đầu. Thì đây là cái đầu để mà nó chỉnh cái chống trượt hay là trượt. Thì hiện tại mình đang để ở cái vị trí chống trượt, như vậy khi mình xoay chiều nào thì tô vít nó xoay theo chiều đó. Và ví dụ mình gạt sang cái chống trượt sang bên trái thì tức là nó sẽ khóa cái chiều vặn vào, tức là bây giờ vặn vào nó sẽ trượt như vậy, còn vặn ra thì được. Ngược lại, khi mình di chuyển tới cái hướng ngược lại thì nó sẽ khóa cái chiều vặn vào đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ vặn vào với cái tính năng này. Thì như vậy vặn vào như vậy nó sẽ rất đơn giản, chúng ta không cần phải nhấc tô vít ra để chúng ta xoay, mà chúng ta sẽ xoay nó tưởng như vậy. Đó, thì cái trượt sẽ đơn giản rồi, nhiều tôi biết có rồi, nhưng mà cái trượt này nó rất là vừa để chỉnh và rất là dễ chịu. Những cái tô vít mà nhiều đầu và đơn giản như vậy thì thường thường mình thấy là không có cái hệ thống trượt như cái tô vít này. Bên trên là cái phần cán để mà vặn, thì như thế là được làm hai phần như vậy, nhìn rất là xịn ha. Mình nghĩ là bằng inox và họ hoàn thiện nó cao cấp, nhìn nó đã lắm đó. Rồi bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái đầu lục giác đó, và nó có nam châm ở đây. Cái đầu này bỏ vào thì nó sẽ hít vào, rất đơn giản. Nói chung cái tính năng của cái tô vít này thì nhiều cái cây có rồi, cái phần mà trượt thì không có nhiều, nhưng mà cái mà làm cho anh em sẽ rất là thích ở tô vít này đó là nó được làm nhìn rất là đơn giản, rất là xịn, cảm giác cầm mà rất là xịn và rất là chắc chắn. Thì mình nghĩ rằng là anh em nên trang bị trong gia đình, mỗi nhà một cái tô vít này, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thứ để chúng ta cần mở bằng tô vít ha. Và cái tô vít đa năng như vậy thì giúp chúng ta sẽ dễ dàng hơn để mở được nhiều thứ hơn. Như cái này thì có 10 đầu và anh em có thể mua thêm những cái đầu khác nữa. Này nó hít 500 hơi cứng. Cái tô vít 10 đầu của BB Sweet Tool này đang được bán ở Phú Thái với cái giá là 2 triệu mốt, thì đó là một cái mức giá rất là cao nếu mà so với những cái tô vít bình thường khác. Tuy nhiên nó rất là xịn và nó không chỉ có tính năng mà nó còn là một cái món đồ công nghệ nữa. Và dĩ nhiên những anh em nào mà làm việc chuyên nghiệp thì anh em cũng cần những dụng cụ như vậy. Xin cảm ơn.